Vũng Tàu là địa bàn có hạ tầng giao thông được xây dựng sớm nhất, ngay từ khi còn là khu nghỉ dưỡng và hậu cứ quân sự của bộ máy cai trị. Khi Hòa Bình thống nhất, Vũng Tàu giữ vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, thể thao của tỉnh, trung tâm công nghiệp dầu khí quốc gia, trung tâm du lịch biển. Nền giao thông kết nối tiếp tục được ưu tiên đầu tư và hội đủ các loại hình giao thông, đường thủy, đường biển, đường bộ và hàng không. Cùng với sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh trong tiến trình xây dựng và phát triển, thành phố Vũng Tàu cũng huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng giao thông nhằm tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế xã hội và đô thị phát triển xứng tầm. Với chiều dài 42 km bờ biển, Vũng Tàu có nhiều lợi thế để hình thành các cảng. Hiện tại, Vũng Tàu có 7 cảng biển đang hoạt động có thể tiếp nhận tàu có tải trọng từ 5.000 đến 10.000 tấn cập bến. Tiếp giáp 24 km đường sông, luồng sâu trên 10 m, lại có cửa sông rộng, triều cường mạnh. Vũng Tàu cũng có 10 bến cảng thủy nội địa, không chỉ tiếp nhận hàng hóa mà còn hành khách phục vụ yêu cầu phát triển du lịch của thành phố. Năm 1996, tuyến tàu đầu tiên theo đường sông Sài Gòn, Vũng Tàu và ngược lại đã được đưa vào hoạt động. Tháng 4 năm 2000, tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo được đưa vào khai thác. Ngày 4 tháng 1 năm 2021, tuyến phà biển Vũng Tàu - Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đi vào hoạt động. Vũng Tàu có một nhà ga hàng không chủ yếu phục vụ cho các chuyên gia và người lao động Vietso Petro đi làm việc ở giàn khoan dầu khí. Từ tháng 4 năm 2019, công ty bay trực thăng miền Nam mở thêm dịch vụ du lịch, cấp cứu, y tế cho tuyến Côn Đảo, Vũng Tàu. So với giao thông đường thủy, đường hàng không, thì hệ thống giao thông đường bộ của Vũng Tàu phát triển mạnh hơn, nhất là các tuyến giao thông ngoại vi như 3 tháng 2, 30 tháng 4, 2 tháng 9. Thành phố còn có gần 275 tuyến đường đô thị với tổng chiều dài 220 km, 1.209 tuyến hẻm, tổng chiều dài 196 km. Trong đó 100% tuyến đường chính được trải nhựa và bê tông. Hơn 90% ngõ hẻm được đầu tư xây dựng, nâng cấp, khang trang bằng phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Thành phố Vũng Tàu hiện nay là một thành phố rất đáng sống hiện tại đến thời điểm này. Các con đường, ngõ xóm từ các con đường rất nhỏ nhưng mà cũng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và đã nâng cấp lên thành những con đường rất đẹp và đô thị thì thành một đô thị văn minh hiện đại. Vũng Tàu có xã đảo Long Sơn được kết nối với 3 cây cầu có quy mô là cầu Bà Nanh, cầu Gò Găng và cầu Chà Và. Hồi xưa ở đây ông bà nói ở đây là cái vùng này gọi là vùng hẻo lánh xa xôi, không ai tới. Vì vậy cho nên rất cô quạnh. Nhưng mà khi cây cầu Bà Nanh qua rồi thì nói đúng ra cũng được sung túc một phần nào đó vì cái chỗ giao thông nó gọn là tiện lợi. Thì thấy ra thì người dân ở đây ai cũng phấn khởi. Kết nối Vũng Tàu với các địa phương khác trong tỉnh là hai cây cầu Cỏ Mây và Cửa Lắp. Trong đó, cầu Cửa Lắp kết nối Vũng Tàu với Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, mở ra cơ hội khai thác tiềm năng biển trên dải đất liền của tỉnh. Xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông làm tiền đề để thúc đẩy kinh tế xã hội, đặc biệt là với Vũng Tàu, trung tâm kinh tế văn hóa của tỉnh. Thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông Vũng Tàu, trước hết là các tuyến đường giao thông ngoại vi. Dự án cải tạo mở rộng nâng cấp đường 30 tháng 4, con đường gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển của thành phố Vũng Tàu, có tổng mức đầu tư gần 950 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành, trở thành một trong những tuyến đường huyết mạch của thành phố Vũng Tàu nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Nhằm giảm lưu lượng xe cho tuyến đường 30 tháng 4 khi vào thành phố Vũng Tàu, ngay từ năm 2020, quốc lộ 51C, nay là đường 3 tháng 2, có chiều dài gần 12 km, với điểm đầu là ngã ba Ẹo Ông Từ, điểm cuối là vòng xoay Đài Liệt Sĩ đã được đưa vào khai thác. Đến năm 2018, đường 2 tháng 9 dài 10 km, từ vòng xoay cầu Cửa Lắp đến vòng xoay Tượng Đài Dầu Khí cũng đã hoàn thành. Ba tuyến đường huyết mạch trên đã tạo điều kiện cho Vũng Tàu phát triển lợi thế, tiềm năng, nhất là ngành du lịch. Cùng với hệ thống giao thông đối ngoại,
Mỗi năm, thành phố Vũng Tàu dành bình quân 800 tỷ đồng kinh phí địa phương để duy tu, sửa chữa, nâng cấp và làm mới những tuyến giao thông nội ô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tháng 1 năm 2021, thành phố Vũng Tàu đã khởi công công trình đường Thống Nhất nối dài với tổng chiều dài gần 1.826 m, tổng mức đầu tư khoảng 882 tỷ đồng. Dự kiến khi đi vào hoạt động cuối năm nay, tuyến đường sẽ kết nối cửa ngõ Vũng Tàu với các tuyến đường nội ô thành phố. Thành phố cũng đang tích cực triển khai các tuyến đường Cầu Cháy, Hàng Điều. Đây là hai tuyến đường giao thông kết nối với ba trục đường chính dẫn vào trung tâm thành phố Vũng Tàu, tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt các khu dân cư phía đông và phía tây, giảm tải lưu lượng xe lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố. Hai tuyến đường này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực Bắc sân bay Vũng Tàu với các khu Chí Linh, Cửa Lắk. Thành phố xây dựng rất là nhiều cái giải pháp để tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng đến việc giao trách nhiệm cho các ban quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư, các đơn vị làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các phòng ban tổ chức triển khai các dự án và đặc biệt là sự phối hợp của các phòng ban cùng với phường xã trong việc tổ chức xét duyệt hồ sơ bồi thường cũng như vận động nhân dân đồng thuận ủng hộ dự án và bàn giao mặt bằng để tổ chức triển khai thi công dự án theo tiến độ. Không chỉ được đầu tư khang trang đồng bộ hiện đại, hệ thống giao thông thành phố Vũng Tàu còn được chú trọng tính thẩm mỹ nghệ thuật. Trong đó, tuyến đường Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú chạy dọc chân núi lớn, núi nhỏ được Bộ Giao thông Vận tải công nhận đường đẹp Việt Nam năm 2002. Đây không chỉ là tuyến đường giao thông quan trọng phục vụ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, mà còn tạo vẻ mỹ quan cho thành phố biển Vũng Tàu. Không chỉ là một thành phố năng động hiện đại, những con đường tại Vũng Tàu còn nổi bật hơn bởi hệ thống cây xanh và hoa nở quanh năm hút hồn du khách. Vừa qua cầu Cỏ Mây dọc theo tuyến đường chính dẫn vào thành phố, đường Võ Nguyên Giáp đã rực sắc đỏ của hoa dâm bụt xen lẫn giữa màu xanh mướt của hàng dương. Vào đến đường 3 tháng 2 và 2 tháng 9, du khách lại ngẩn ngơ trước sắc đỏ hồng trắng của thảm hoa giấy được trồng trên dải phân cách kéo dài hàng chục cây số. Cũng trên tuyến đường này còn có hoa Osaka và hoa chuông vàng buông từng chùm nở vàng rực kiều sa trong nắng gió. Hầu hết dải phân cách giữa các tuyến đường nội ô chính của thành phố Vũng Tàu như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh đều ngập tràn hoa lá xanh tươi bốn mùa. Mỗi tuyến đường có một đặc trưng khác nhau với những thiết kế độc đáo, nhưng đều mang vẻ đẹp rất riêng của phố biển, vinh danh các vị lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Quanh năm đón nắng, gió biển, sông Vũng Tàu vẫn có những loài cây nhiệt đới phát triển tốt như mai anh đào, bông gòn, hoa phượng, hoa sứ, tạo ra khung cảnh lãng mạn và thơ mộng, hay những điểm check-in độc đáo hút hồn giới trẻ dọc trên các tuyến đường nội ô, ven biển, đường lên các điểm di tích thắng cảnh. Em thấy đường hoa phượng ở đây rất là đẹp, thì em không ngờ là ở Vũng Tàu lại có một con đường đẹp đến như vậy. Em chỉ suy nghĩ là hoa phượng thì chỉ có ở là Hải Phòng thôi, nhưng mà không ngờ ở Vũng Tàu có một nơi rất là đẹp. Em chụp hình rất là nhiều để chuẩn bị chiều về up Facebook. Tạo nền tảng vững chắc cho tiến trình xây dựng phát triển, hạ tầng giao thông Vũng Tàu đã và đang không ngừng được tỉnh và thành phố đầu tư cải tạo, nâng cấp, góp phần nâng tầm vị thế cho thành phố hai lần liên tiếp được vinh danh thành phố du lịch sạch ASEAN.